Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương cho biết đang đẩy nhanh việc hoàn thiện sửa biểu giá điện bậc thang. Bên cạnh phương án 5 bậc thang được trình, Bộ cũng tính thêm một phương án một giá để người dân lựa chọn. Theo đó nếu được áp dụng thì sẽ có song song hai biểu giá điện bán lẻ, người dân có thể chọn dùng điện đồng giá hoặc là biểu lũy tiến bậc thang. Tuy nhiên với đề xuất này thì ai được hưởng lợi và ai sẽ là người chịu thiệt? Chúng tôi sẽ cùng bàn về vấn đề này trong chuyên mục chuyện tối nay hôm nay với vị khách mời của chương trình là ông Nguyễn Mạnh Hùng, chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam. Trước tiên thì xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình chào buổi tối của Đài truyền Kết thúc số VTC ấy. Vâng, xin cảm ơn Đài truyền hình và xin chào các quý quý vị khán giả. Vâng thưa ông, trong thời gian qua thì dư luận đã có phen dậy sóng trước câu chuyện là hóa đơn tiền điện tăng vọt trong mùa nắng nóng cao điểm. Phải chăng là chính sự bức xúc của dư luận đã khiến cho các nhà quản lý nghĩ đến một phương án giá điện? Tôi nghĩ có lẽ đây cũng là một cái trong những nguyên nhân. Bởi lẽ là người tiêu dùng thì cũng có người đặt câu hỏi thì tại sao không dùng một giá điện mà lại dùng cái giá điện bậc thang như vậy? Thì tôi cho đây cũng là một cái nguyên nhân mà dẫn đến nhà quản lý có một cái sáng kiến đấy đặt thêm một cái giá điện nữa là điện một giá. Vâng, vậy theo ông thì phương án điện một giá sẽ có những ưu và nhược điểm như thế nào ạ? Thực ra cái phương án nào cũng có những cái mặt ưu và nhược điểm. Thế theo tôi thì cái phương án điện một giá này thì nó ưu điểm ở chỗ là đối với những người mà sử dụng nhiều điện ấy, ta cái tạm gọi là cái người có thu nhập cao đấy thì là có lợi hơn. Thế đấy là cái mặt ưu điểm. Nhưng có cái nhược điểm ở chỗ là những người sử dụng ít điện mà ta gọi là cái số người có thu nhập mà thấp và trung bình ấy thì lại chịu thiệt. Tôi nghĩ như thế đấy là cái mặt nhược điểm của nó. Vâng, với hai phương án thì nhiều người đang cho rằng là ngành công thương đang làm phức tạp hơn cách tính giá điện hiện nay. Vậy quan điểm của ông về vấn đề này là như thế nào ạ? Thực ra mà nói thì cái giá điện chúng ta biết là hiện nay phần mềm nó xử lý hết rồi, cho nên cái đấy không quan trọng. Cái vấn đề chỗ làm sao đáp ứng được cái nguyện vọng, cái nhu cầu của người tiêu dùng mới là cái quan trọng. Vâng vậy nếu như mà chúng ta áp dụng cả hai phương án như vậy thì ông có những cái đề xuất gì để có thể áp dụng linh hoạt điều này ạ? Và chúng ta nên cố định phương án theo sự lựa chọn của mỗi người dân hay là có thể thay đổi nó theo một cái lộ trình nhất định ạ? Tôi nghĩ rằng là người tiêu dùng không phải ai cũng có thể nhận ra là mình theo cái phương án điện một giá thì có lợi hơn hay là cái 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 điện giá bậc thang có lợi hơn thì không phải người tiêu dùng nào tạo nhận thức điều đó cho nên tôi nghĩ là cái cách nào đó để người tiêu dùng có thể trong thời gian không dài tự mình rút ra tôi đang ở một giá tôi xin chuyển xuống như vậy bậc thang hoặc tôi đang ở bậc thang tôi chuyển sang cái một giá chứ nếu mà phương án mà lại dài giả sử như tính từ cái đợt điều chỉnh giá điện lần này với một lần khác thì mới được phép thay đổi thì tôi cho như vậy nó rất khó người tiêu dùng bởi vì điện không phải là cứ thay đổi hàng tháng mà chúng ta biết hiện nay hàng năm thậm chí mấy năm mới có một đợt điều chỉnh giá và như vậy cái thời gian là quá lâu nếu mà đã chót chọn phương án mà nó bất lợi thì người tiêu dùng cứ phải cắn răng mà chịu tôi nghĩ như vậy cho nên là nên có cái cách nào đó để người tiêu dùng có thể linh hoạt tự nhận thấy là nó không ổn mình phải điều chỉnh Vâng tôi nghĩ là hiện nay thì nhiều người tiêu dùng vẫn đang rất là băn khoăn không ừ. biết cách phân biệt ừ. cái sự khác nhau giữa phương án điện một giá cũng như ừ. là phương án biểu lũy tiến bậc thang là như thế nào. Vậy thì ông có thể giải thích một cách cụ thể và dễ hiểu hơn cho người dân để chúng ta có thể nhận biết được mỗi phương án là như thế nào không vâng. ạ? Vâng. Hiện nay chúng ta biết là đang áp dụng cái bậc thang là 6 bậc. Thế còn tới đây tôi biết là Bộ Công Thương cũng đã đưa lấy ý kiến để trình chính phủ áp dụng cái bậc thang là 5 bậc thì tôi có nói ví dụ cái đang áp dụng đây phải không thế là có có 6 bậc thế thì cái giá bình quân của cái 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 phương án này đấy là 1864,44 đồng trên một kWh. Thế nếu mà người tiêu dùng mà sử dụng ở cái bậc 1 từ 0 đến 50 kWh đấy thì giá sẽ là 1678. Thế còn nếu mà dùng ở cái mức tối đa là mức bậc 6 đấy là 401 kWh trở lên ấy, thì giá sẽ là 2927. Trong đó cái giá bình quân ấy là hiện nay là 1 1864,44 đồng trên giờ Thế rõ ràng cái người mà sử dụng thấp ấy thì đang áp ở cái mức 1600, 1700 chẳng hạn. Mà bên nếu theo cái mức một giá thì đương nhiên là phải tính ở cái mức giá trung bình. Và trung bình có thể chiếm cao hơn cái giá hiện nay, cái trung bình hiện nay thì rõ ràng nhân với một cái giá nó cao hơn người sử dùng ở cái mức tiêu dùng thấp là thiệt trong cái đó cái người tiêu dùng ở thu tiêu thụ ở mức cao đấy đấy từ 2009 hơn 2009 nó biên lại xuống có 1.800 thì rõ ràng người ta được lợi chưa vâng, đấy, cho con số nó rất rõ ràng như thế thôi vậy theo kinh nghiệm của ông thì ở các nước khác ở trên thế giới thì hiện nay họ đang quản lý giá điện như thế nào ạ các nước thì tôi có tìm hiểu thì thứ nhất là người ta cũng có một giá nhưng cái số này ít lắm quanh ta đây chỉ có Singapore áp dụng điện một giá Thế còn lại phần lớn là ta áp dụng cái 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 giá bậc thang. Tôi nói ví dụ như là ba bậc thì có Nhật và Lào. Thế rồi là năm bậc thì có Mỹ. Sáu bậc thì có Hàn Quốc, Hồng Kông, Indonesia. Tám bậc thì có Philippines và thậm chí chín bậc có Malaysia. Tại sao người ta dùng bậc thang như vậy thì chúng ta biết là bản thân cái điện ấy là một cái nguồn năng lượng nó không tái tạo, nó ngày càng cạn kiệt đi. Ở Việt Nam chúng ta cũng thế, hiện nay cái 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 thủy điện đúng không là cái giá nó, nó thấp thấp nhất ấy thì cũng đã khai thác đến cái nguồn cũng là cạn kiệt rồi. Đấy, trong cái đó mà cái điện mà có khả năng tái tạo như điện mặt trời, chúng ta quen gọi điện áp mái đấy thì chúng ta biết là giá thành này nó rất là cao. Thế thành thử ra nước nào người ta cũng phải dùng vâng. cái bậc thang để ta khuyến khích cái việc tiết kiệm vâng. điện. Vâng. Vâng vậy thì theo ông thì trong câu chuyện này thì ai sẽ là người được hưởng lợi nhất ạ? Tôi nghĩ là cái người mà tạm gọi là người thu nhập cao đấy. Và lâu nay người ta vẫn xài điện một cách rất là vô tư đấy, không cần tính toán đấy. Tức là ở mức tiêu thụ cao đấy, thì người ta có lợi là cái chắc chắn rồi, đúng không? Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất là cụ thể và rất là sâu sắc của ông Nguyễn Mạnh Hùng trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả dành cho chương trình chào buổi tối. Còn bây giờ xin kính xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.